Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Hán Dịch. Đoàn Trung Còn Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch và Chú Giải, Nguyễn Minh Hiển, Hiệu Đính, Hán Văn. Phần cuối các vị Sa Môn, Nhã Na, Bạt Đà La, Hội Ninh cùng dịch. Quyển 41, Phẩm Kiều Trần Như, Phẩm thứ 13, Phần 3. Lúc ấy, ông Tu Bạt Đà nghe Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Bát Niết Bàn thâm sâu mầu nhiệm, liền đạt được con mắt chánh pháp, nhìn thấy pháp thành tịnh, sanh tâm ưa thích bảo vệ chánh pháp, dẹp bỏ những tà kiến trước đây, khởi sanh lòng tin sâu vững kiên cố đối với pháp Phật, liền thỉnh cầu Đức Như Lai nhận cho ông được xuất gia. Phật dạy: lành thay, hãy đến đây, tỷ kheo Tu Bạt Đà, ta thật vui thay khi ông khéo vào được trong đạo Phật. Lời Phật vừa dứt, Tu Bạt Đà liền cảm thấy trong lòng hoan hỉ phấn chấn, hết sức hân hoan mừng rỡ. Ngay khi đó, râu tóc tự nhiên rụng sạch, trở thành một vị sa môn, nhờ đức trí tuệ tánh pháp dưới xuống nguồn tâm nên không còn trói buộc vướng mắc nữa, phiền não dứt sạch, tâm ý khai mở, lập tức chứng đắc quả A La Hán. Tu Bạt Đà sau khi chứng đắc thánh quả liền đến trước Phật chiêm ngưỡng tôn nhan, cúi đầu và mặt sát dưới chân Phật lễ kính, rồi vén trần vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, hai tay chắp lại cung kính, buồn vui lẫn lộn, tự hối trách một cách sâu xa những tội lỗi sai lầm của mình ngày trước, bạch Phật rằng: Thế Tôn, đáng giận thay cái thân độc hại này của con, từ nhiều kiếp đến nay thường dối gạt mê hoặc con, khiến con chìm mãi trong vô minh tà kiến, trôi đắm trong ba cõi, trong pháp của ngoại đạo, thật đau đớn thay, thật khổ sở thay, gây hại lớn thay. Này con hết sức vui mừng, nhờ ơn Như Lai được vào chánh pháp, Đức Thế Tôn trí tuệ như biển cả, lòng từ bi thương xót chúng sanh không kể xiết. Riêng con tự suy xét, dẫu trải qua nhiều kiếp nát thân để báo đáp ơn đức của Phật trong phút chốc này cũng còn chưa đủ. Ông Tu Bạt Đà nói lời ấy rồi buồn khóc rơi lệ, không sao tự kiềm chế. Rồi ông lại bạch Phật: Thế Tôn, nay con đã già yếu, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng chưa thoát được mọi nỗi khổ, e vẫn còn bị sự khổ vô thường biến đổi quay lại bức bách. Nguyện cầu Đức Thế Tôn nán lại ít lâu để dạy bảo thương xót, cứu giúp con đừng nhập niết bàn. Bấy giờ Đức Thế Tôn lặng thinh không chấp nhận. Tu Bạt Đà thỉnh cầu không được tọa nguyện, lấy làm buồn rầu bứt rứt, lớn tiếng than rằng: Khổ thay, khổ thay, thế gian này sắp trống rỗng, thế gian này sắp trống rỗng, tại sao hôm nay nỗi lo sợ lớn lao lại xảy đến, phiền não thiêu đốt khắp nơi. Than ôi, phước đức của chúng sanh không còn nữa, con mắt trí tuệ chân chánh không còn nữa. Tu Bạt Đà than rồi rơi lại, bi thảm nghẹn ngào, nước không thành tiếng, dớm máu khắp toàn thân, cất tiếng khóc lớn. Liền đó ông gieo mình xuống đất trước mặt Như Lai, tâm thần hoang mang rối loạn, hôn mê bất tỉnh. Hồi lâu ông tỉnh lại, nước mắt tràn trề, nghẹn ngào bạch Phật: Thế Tôn, nay con không sao chịu được việc nhìn thấy Như Lai buông bỏ tất cả mà nhập niết bàn, trong lòng con đau đớn buồn khổ không sao ngăn được, làm sao con có thể tự mình ở lại với cái thân giả tạm độc hại này, nên con thả mau chóng tự diệt thân trước, gỡ mau Đức Thế Tôn, sau đó hãy nhập niết bàn. Bấy giờ Tu Bạt Đà nói ra những lời ấy rồi lại không ngớt bi lụy nghẹn ngào, ngày chốc lát liền nhập niết bàn. Bấy giờ có vô số ức trừ đại Bồ Tát, tỳ kheo ni, tất cả thế gian, trời, người, Atula, nhiều như số cát sông Hằng không thể tính đếm, đồng thời cất tiếng kêu than rằng: khổ thay, vì sao đấng chánh giác chỉ trong một ngày buông bỏ tất cả, khiến chúng con không còn ai làm chủ, không còn chỗ quay về, không còn nơi nương dựa, không còn chỗ noi theo. Rồi tiếp nối dòng suy tưởng nhớ nhung, luyến mộ bi thương, mọi người cùng nắm tay nhau đấm ngực than khóc, buồn đau thất vọng, mê muội quên cả phương hướng, nỗi bi ai thấu khắp cả thế giới tam thiền đại thiền. Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng lúc phát ra tám loại âm thanh, bảo khắp đại chúng rằng: Đại chúng đừng lớn tiếng kêu khóc như trẻ con, mỗi người hãy tự kiềm chế, đừng tự làm cho tâm mình rối loạn. Các người ở trong chốn biển lớn sanh tử của khổ não vô thường biến dị này, hãy chuyên cần tu tập tâm thanh tịnh, đừng để mất niệm và tuệ, mau cầu cho được trí tuệ chân chánh để gấp rút ra khỏi các cảnh giới hiện hữu. Này đại chúng, nếu còn thọ thân trong ba cõi thì vòng xoay khổ não không có giới hạn, trong đó vô minh là ông chủ, sự ân ái là ma vương, cùng sai khiến thân tâm trở thành tôi tớ, chạy theo khắp cảnh giới, tạo nghiệp sanh tử, khởi sanh tham lam sân khỏe cuồng si. Mỗi một niệm tưởng nối tiếp nhau đều gây sự tổn hại, nên từ vô lượng kiếp đến nay thường chịu khổ não. Có kẻ trí nào lại không đi ngược lại nguồn cội ấy? Các người nên biết, ta từ thuở xưa, thuở rất xa xưa đến nay đã nhập phép định đại tịch.
Không có các ấm giới nhập, dứt trừ mãi mãi mọi cảnh giới hiện hữu, đã đạt được kho báu kim cang là đại niết bàn thường lạc ngã tịnh. Nay ta ở trong đại định này mà hiện bày việc khó nghĩ bàn, hiện sức phương tiện nhập đại niết bàn, thị hiện sự hoại diệt giống như pháp thế gian, vì muốn cho chúng sanh biết rằng thân xác thịt này thoáng qua như điện chớp, mà chỉ sanh lòng ưa thích việc tu tâm. Sanh tử là dòng nước xiết chảy nhanh cuốn mạnh, hết thảy các pháp vô thường biến dịch luân chuyển, đúng lẽ như vậy. Niết bàn của Như Lai là rất sâu xa, không thể nghĩ bàn, đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, không phải chỗ hàng thanh văn chuyên giác có thể biết được. Đức Phật lại bảo đại chúng, ông Tu Bạt Đà đã từng cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, ở nơi các đức Phật ấy trồng sâu căn lành vì nguyện lực lớn lao, nên ông ấy thường thị hiện xuất gia tu hành trong giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền, dùng trí tuệ phương tiện để dẫn dụ những chúng sanh tà kiến lạc mất chánh đạo, khiến họ đạt được trí tuệ chân chánh. Tu Bạt Đà nương theo nguyện lực từ trước nên nay được gặp ta vào lúc sắp nhập niết bàn, được nghe chánh pháp chứng đắc quả a la hán, sau đó liền nhập niết bàn. Khi ta vừa thành đạo hóa độ nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như, đến nay sắp nhập niết bàn hóa độ ông Tu Bạt Đà, những việc cần làm của ta không còn gì nữa, dù ta có trụ lại thế gian lâu hơn cũng không có gì khác hơn so với hôm nay. Nói xong lời ấy, Đức Thế Tôn thở dài rồi lên tiếng ngợi khen rằng: lành thay, lành thay, Tu Bạt Đà đã báo đáp được ơn Phật, đại chúng nên cúng dường di thể, lập tháp phụng thờ. Bấy giờ đại chúng đều buồn bã bi thảm, cố nén lệ sầu, vâng lời Phật dạy, dùng các thứ gỗ thơm bơ dầu để làm lễ hỏa táng di thể Tu Bạt Đà. Đang khi hỏa táng, Tu Bạt Đà từ trong lửa đỏ phóng ra hảo quang chói sáng, thị hiện 18 cách biến hóa, trên thân tuôn nước, dưới thân tuôn lửa, từ hông mặt tuôn lửa, từ hông trái tuôn nước, từ nhỏ hiện thành lớn, từ lớn hiện thành nhỏ, biến hóa như vậy đầy khắp hư không. Lúc ấy vô số người trong đại chúng và những chúng sanh ngoại đạo tà kiến đều phát tâm bồ đề, thể nhập vào sự thấy biết chân chánh. Tu Bạt Đà thị hiện thần thông biến hóa như vậy rồi lại hiện trở vào trong lửa. Lễ hỏa táng vừa xong, tất cả đại chúng đều bi thương cảm động, thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường.